chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lợi nhuận Heineken Việt Nam sụt giảm đến mức khó tin. Theo báo cáo từ VN Express, lợi nhuận của Heineken Việt Nam có thể giảm hơn 28% trong nửa đầu năm, ước tính chỉ còn khoảng 1.100 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ phần cổ tức trả cho Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn Sacha, nơi ghi nhận lãi từ công ty liên doanh và liên kết đạt hơn 1.470 tỷ đồng, giảm khoảng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, Sacha không cung cấp chi tiết về số lượng công ty liên kết và tỷ lệ đóng góp lợi nhuận của từng công ty. Lần gần nhất thông tin đầy đủ được công bố là vào tháng 6 năm 2022 với 20 đơn vị. Trong số các công ty liên doanh, nổi bật là công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy bia Heineken Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn bia và nước giải khát Việt Nam, hai đơn vị quan trọng trong việc sản xuất và phân phối sản phẩm bia của Heineken tại thị trường Việt Nam. Sacha nắm giữ 40% vốn với các công ty này, trong khi phần còn lại thuộc sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài. Từ năm 2016 đến năm 2021, hai công ty này đã đóng góp từ 2.600 đến 3.200 tỷ đồng cổ tức mỗi năm cho Sacha, chiếm khoảng 75% tổng lợi nhuận từ các công ty liên doanh. Đối với nửa đầu năm 2024, mảng kinh doanh của Heineken tại Việt Nam ước tính mang về khoảng 1.100 tỷ đồng cổ tức, dẫn đến lợi nhuận tổng cộng của Heineken tại Việt Nam ước khoảng 2.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, báo cáo tài chính của tập đoàn Heineken cũng chỉ ra rằng thị trường bia tại Việt Nam, nơi mà Heineken hoạt động rất mạnh mẽ, đã giảm khoảng một con số trong nửa đầu năm, mặc dù quý 2 có dấu hiệu ổn định. Việt Nam hiện đang trở thành nguyên nhân chính gây ra sự sụt giảm 0,34% trong lợi nhuận hoạt động của Heineken tại khu vực. Lợi nhuận Heineken Việt Nam sụt giảm đến mức khó tin. Mặc dù doanh thu ròng của Heineken tăng ở mức 2 con số, nhưng tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi khối lượng bán hàng và giảm hàng tồn kho từ năm trước. Tuy nhiên, phân khúc cao cấp và kênh tiêu thụ trực tiếp vẫn gặp khó khăn do Nghị định 100 được thực thi nghiêm ngặt, ảnh hưởng đến doanh thu. Để thích ứng với tình hình hiện tại, Heineken Việt Nam đã tiến hành điều chỉnh danh mục đầu tư và tập trung vào việc khôi phục năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh này, nhãn hiệu Heineken Silver ghi nhận mức tăng trưởng liên tục trong 11 quý, giúp công ty duy trì thị phần ổn định trong phân khúc cao cấp. Các thương hiệu khác như Bia Việt và Bivina cũng ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số. Không chỉ riêng Heineken, toàn ngành bia đang phải đối mặt với thách thức lớn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam VBA, ngành này chịu nhiều ảnh hưởng từ các quy định xử phạt nồng độ cồn cũng như tình hình kinh tế khó khăn. Ông Việt cho biết, trong 8 tháng đầu năm, sản lượng bia giảm gần 4% so với cùng kỳ năm ngoái, tác động mạnh mẽ đến ngân sách nhà nước và lực lượng lao động cũng như các ngành phụ trợ như cung cấp nguyên liệu và logistics. Hai năm qua, doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn trong ngành giảm từ 6 đến 12% mỗi năm, với Heineken và Sabeco là hai đơn vị hàng đầu chịu sức ép mạnh mẽ nhất. Liên doanh Heineken Việt Nam đã hoạt động từ năm 1991 với nhà máy đầu tiên đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, công ty có tổng 6 nhà máy và hơn 3.000 nhân viên. Tuy nhiên, vào cuối tháng 6 vừa qua, Heineken Việt Nam đã tạm dừng hoạt động của nhà máy nhỏ nhất tại Quảng Nam. Heineken không chỉ sản xuất và phân phối các nhãn hiệu nổi tiếng như Heineken, Tiger, Larue, Bivina, Bia Việt, Strongbow và Edelweiss mà còn đóng góp một phần lớn vào ngân sách nhà nước qua thuế. Theo số liệu từ Euromonitor, từ năm 2020, Heineken đã vươn lên dẫn đầu thị phần tại Việt Nam, nắm giữ tới 43% thị phần bia vào năm ngoái. Đây là một trong những doanh nghiệp đóng góp thuế nhiều nhất cho ngân sách trong nhiều năm liền. Nhưng với những khó khăn hiện tại, tương lai của ngành bia tại Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức phía trước. Sabeco SAB sắp vượt mặt Heineken nếu pha đi lệnh này thành công. Theo chuyên trang kiến thức đầu tư, công ty bia đang được Sabeco SAB nhắm thâu tóm hiện có vốn điều lệ 875 tỷ đồng, sở hữu loại đất vàng tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nam. Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn, Sabeco, mã SAB bằng trừ HOSE đã phê duyệt phương án chào mua công khai 37,8 triệu cổ phiếu SBB, 43,2% vốn của công ty cổ phần tập đoàn bia Sài Gòn Bình Tây, Sabeco Group, sàn Upcom với giá 22.000 đồng trên một cổ phiếu, tổng chi phí dự kiến là 830 tỷ đồng. Được biết, Sabeco hiện sở hữu 16,4% cổ phần tại Sabeco. Các bên liên quan của SAB cũng nắm 6,3% vốn SBB. Nếu thành công, Sabeco sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 59,6% qua
qua đó trở thành công ty mẹ của Sabibeco, đồng thời có cơ hội mở rộng quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tương lai. Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu SBB hiện giao dịch ở mức 18.000 đồng. Quá trình chào mua dự kiến sẽ được thực hiện trong năm 2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận. Theo tìm hiểu, Sabibeco được thành lập vào năm 2005 và nổi tiếng với bia Sagota, có 6 nhà máy tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Bình Dương, Hà Nam, Ninh Thuận với tổng công suất 610 triệu lít bia mỗi năm, dù doanh thu duy trì quanh ngưỡng 2.000 tỷ đồng. Sabibeco đã liên tục thua lỗ từ năm 2020, đặc biệt là mức lỗ 152 tỷ đồng năm 2023. Nửa đầu năm 2024, doanh thu SBB đạt 635 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, song lỗ sau thuế 92 tỷ do chi phí tài chính tăng gấp 5 lần. Tổng tài sản của Sabibeco đạt 2.328 tỷ đồng với nợ phải trả 450 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Về phần mình, theo báo cáo phân tích của chứng khoán FPT, FTS, Sabibeco hiện có quy mô sản xuất bia lớn thứ 2 tại Việt Nam, với tổng công suất thiết kế hiện đạt 2,4 tỷ lít trên một năm, nhỏ hơn Heineken với 6 nhà máy là 2,78 lít trên một năm. Doanh nghiệp VN30 này hiện sở hữu 26 nhà máy sản xuất trải dài từ Bắc vào Nam. Như vậy, nếu thành công sáp nhập Sabibeco, SAB có thể nâng tổng công suất thiết kế lên trên mức 3 tỷ lít trên một năm, qua đó vượt mặt đối thủ Heineken. Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm, Sabibeco đạt doanh số 15.270 tỷ đồng, lãi sau thuế là 2.343 tỷ, lần lượt tăng 5,2% và 5,8% so với bán niên 2023. Không có nhiều dấu ấn về nguồn thu sau 6 tháng, trong đó biên lợi nhuận gần như đi ngang, còn doanh thu tài chính thì hụt gần 170 tỷ đồng. Ngược lại, dấu ấn giúp lợi nhuận sau thuế được cải thiện đến từ việc tiết giảm khoảng 300 tỷ đồng chi phí hoạt động. Nhiều cú đấm tác động đến ngành bia Việt Nam, doanh nghiệp loay hoay tìm kiếm động lực tăng trưởng. Ghi nhận từ chuyên trang kiến thức đầu tư, ngành bia và rượu tại Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ chính sách đến thế hệ Gen Z ngày càng tiêu thụ ít hơn, khiến các doanh nghiệp buộc phải thay đổi để thích nghi. Theo thống kê của Chủ tịch Hiệp hội Bia Rượu Nước Giải Khát Việt Nam, sau khi ghi nhận giảm 12% trong năm 2023, 8 tháng đầu năm 2024, sản lượng ngành bia tiếp tục giảm 4% so với cùng kỳ. Việc tăng cường công tác kiểm tra nồng độ cồn khi tham gia giao thông của chính quyền các thành phố lớn được cho là nguyên nhân chính. Theo báo cáo phân tích từ VCBS Research, cả năm 2024, mức giảm có thể còn nhiều hơn nếu tính tới thiệt hại từ cơn bão Yagi đến miền Bắc trong trung tuần tháng 9. Về dài hạn, tiêu thụ đồ uống có cồn gặp nhiều bất lợi. Đặc biệt, theo Fox, thế hệ Gen Z uống rượu bia ít hơn 20% so với thế hệ Millennial. Và việc ngày càng nhiều người tiêu dùng chú trọng tới sức khỏe cũng khiến tiêu thụ bia truyền thống giảm. Bên cạnh đó, lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt giai đoạn 2026-2030, giá bán lẻ dự kiến tăng đều 2-3% trên một năm làm trầm trọng thêm vấn đề. Ước tính, sản lượng tiêu thụ bia giảm khoảng 0,7%-1% trên một năm. Trước những khó khăn của thị trường, tháng 6 vừa qua, Heineken, dù đang chiếm thị phần lớn nhất tại Việt Nam, 43% năm 2023, đã tạm ngừng hoạt động dự án nhà máy bia Heineken chi nhánh Quảng Nam. Đây là nhà máy có công suất nhỏ nhất trong 6 nhà máy của Heineken tại quốc gia, xếp thứ 9 thế giới về mức tiêu thụ bia toàn cầu năm 2020. Dù vậy, ngành bia vẫn còn điểm sáng trong việc phát triển những dòng sản phẩm ít cồn, hương vị mới lạ. Theo nghiên cứu của Nielsen IQ, người tiêu dùng đang ưa chuộng các sản phẩm có nồng độ cồn nhẹ và hương vị mới lạ, giá bình quân cao hơn so với sản phẩm truyền thống. Từ hơn 2 năm trở lại đây, nhóm sản phẩm bia có nồng độ cồn thấp, hương vị dễ uống đang được người tiêu dùng đón nhận với sản lượng tiêu thụ tăng 35% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt tại 6 thành phố lớn và kênh hiện đại. Nhìn trên khía cạnh giá bán, các sản phẩm trung cấp và cao cấp đang chiếm ưu thế. Hai ông lớn Sabeco và Heineken đều đang có xu hướng giảm dần nồng độ cồn và tăng hương vị mới trong sản phẩm của mình, với dòng bia Larue Smooth 4,5% vị ngọt, ít đắng, Tiger Platinum 4,5% hương vỏ cam, Tiger Soju 4% vị dưa lưới, mận, Saigon Coffee 4,2% vị cà phê, Saigon Soju 3,8-4% vị dứa, chanh. Việc mạnh tay chi tiêu cho quảng cáo và khuyến mại sẽ chững lại. Thay vào đó, các công ty tập trung phát triển các dòng sản phẩm mới. Tháng 8 vừa qua, Sabeco cho ra mắt dòng bia 333 Pilsner, được quảng cáo là êm cực êm với nồng độ cồn 4,3%.
Dù thị trường gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu đạt 15.269,8 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.342,6 tỷ đồng, tăng 5,8%. VCBS dự báo năm 2024, Sapeco sẽ ghi nhận doanh thu 31.078 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.360 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 5,9% so với cùng kỳ. Đối với Heineken, sau khi đóng cửa nhà máy tại Quảng Nam, công ty có kế hoạch mở rộng nhà máy Vũng Tàu lên 1.600 triệu lít mỗi năm, tăng 500 triệu lít so với hiện tại, con số tăng thêm gấp đôi công suất của nhà máy tại Quảng Nam. Tuy nhiên, dự án này không hoàn toàn sản xuất bia mà sẽ bao gồm 25 triệu lít nước trái cây lên men mỗi năm. Tổng vốn đầu tư của dự án là 540 triệu USD. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.